Hôm nay mình tập âm ch ch choose choose chat chat chair chair. Khác với âm sh mình đã học hôm trước, âm này ở cuối từ rất nặng và các bạn chú ý đừng thay bằng âm k. Rich, không phải rich. Rich. Such, không phải suck. Such. Each. Each. Match. Match. I have to choose a church. Choose. Church. I have to choose a church. Which teacher do you like? Which teacher? Which teacher do you like? Did you catch your child stealing a watch? Catch. Child. Watch. Did you catch your child stealing a watch?